Các bác ơi, lợn quay nhá các bác nhá. Chào các bác quay trở lại kênh Dương Lại Sơn Vlog nhá. Hôm nay mà quay cho các bác xem con lợn quay vàng ươm, da giòn tan nhá. Đấy, rất giòn, kêu cộc 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 cộc. Đây sắp ra lò rồi các bạn, một lúc nữa bắt đầu ra lò, chín hết rồi. Chín nhiệt cao lứt lên nhá các bác nhá. Chân này đấy, chân này thì uống rượu nhá, bác nào mà hay nhắm thì cái chân này uống rượu tuyệt vời đấy các bác ạ. Đó, các bác thấy không? Đó, cực vàng luôn, không tránh chê đâu được, tuyệt vời nha các bác nhá. Đấy, đấy heo ra lò, lợn ra lò rồi à, các bác nhá. Đấy, đã ra lò để cho nó nguội một chút rồi cho nước ra. Lò để ngoài này một chút nha các bác nhá. Một chút để cho nó bớt nhiệt đi và lấy nước ở trong cái bụng này ra này các bác, rạch thế này và lấy cái rút chỉ này ra nhé các bác nhé. Đấy, một lát nữa sẽ lấy để các bác xem cái xe thớ thịt nó. Đấy, thớ thịt lạc của nó tuyệt vời không? Quá tuyệt vời, lạc tít bì luôn, quá ngon luôn. Đó, bắt đầu rạch nha các bác nha, rạch để cho nước ra đấy. Nước chảy ra rồi, chảy như suối luôn, thơm phức, thơm phức ngào ngạt. Cho lên xe nha các bác nha, chuẩn bị rút đòn. Rút đòn nhé. Bốc hơi như nhút kìa. Ấy. Bốc hơi đấy. Bốc hơi này các bác. Đấy. Ấy. Bốc hơi nha các bác nha. Nhút. Đấy. Lợn quay nhà bác này lên nhiều người xem lắm rồi, đầy lần trước quay bao nhiêu video rồi. Trước quay cả tối rồi. Vâng, quay cả đêm 12 giờ đêm đến quay phim. Mấy? Đấy nha các bác nha. Trông, đây là giải mỡ. Lòng quá. Đây đuôi Bắc Linh. Nãy nhà đoàn kết. Đại đoàn kết dân tộc. Đặt quay. Chiều nay à. Đây đang chặt bớt cái xương đi các bác nhé. Cho đỡ. Đây này, tay bóc cái mỡ này thấy nóng lắm. Cho lên cân cả vào nha các bác nhá. Đấy, người ta đặt mất lửa rồi. Ơ, không có ba chỉ à anh? Một tí còn thiếu nhiều chứ. Đây. Ê, với con thời gian ăn. Bán hàng không có thời gian để ăn nữa. Không, bán cho em này ít ba chỉ không lại bù của cây này vào kia cho người ta cô. Cho nó dễ cũng được, vẫn bán được được hàng không? Thật mà, vẫn bán được thịt mà. Bù cái này vào cái kia chặt ba chỉ bán ít. Vẫn bán được hàng. Lấy nhiều không em? Lấy bao nhiêu hả Yến? Chặt cho em 1 cân cũng được mà 100 nghìn cũng được. Vâng, lấy phải lấy 1 cân. Nhưng mà phải 3 chỉ cơ. Ừ, 3 chỉ. Còn thế thì vẫn. Cắn tay áo phải phải. Dù giá không, bất cứ 1 giá. Quá là lạc. Chọn đâu để cho trẻ con không cắt tóc. Cũng được. Cắt lâu lắm. Cắt lâu lắm. Cắt xong ngay tiếp
tiền luôn cơ. Bà chỉ đi nha các bác nha. Bà chỉ cực ngon. Cắt tóc rồi. Thế một tháng mà cắt một lần ha. Tóc cứ lại dài lắm, mới cắt xong à. Nhanh đã bảo rồi, tắc đơn nhà cô Yến có thuốc bôi cái chiếc tóc ấy. Đấy. Trong cái xịt có mà. Nhanh lên lắm. Ở cắt tóc cũng được trong các cái trong cái xịt vào tóc ấy, mọc tóc nhanh lắm. Có loại thuốc kích mọc tóc nhanh nữa. Đấy. Cả chân giò. Là chân giò. Chân bộ bớt hồi sáng. Bóc xương rồi. Cái gì vậy? Lòng sướng thế. Cái này tách xương hả cô? Nóng quá. Quá nóng các bác. Nó đang nóng nóng rực luôn. Mới đợt quay đi chị ơi. Đợt quay đi. Xương bay đấy. Qua dọc chín tận xương luôn, sợ. Ra đấy, ra được giòn. Quá giòn. Lại ra chân giò tiếp. Đây cái da cả mảng các bác, mảng da đấy, là làm quen tay hơn, chịu nhiệt được ấy. Những người tay da tay lon có cầm được khối. Mang dao theo, nó có dao.